Cái này là cửa sau nè. Mấy con chó này bây giờ nó ham quá, nó giỡn tưng tưng ngoài đây. Lần đầu tiên nó thấy tiếc mà. Nó giống như con trâu vậy. Con trâu đằng kia cũng lần đầu tiên thấy tiếc, mừng quá lấy áo mặc chạy vòng vòng ở ngoài tiếc. Ồ, nó ăn tiếc. Khi Linh ra ngoài đi. Good.